Happy Valley là công viên giải trí lớn nhất của Bắc Kinh với 4 tỷ lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, điều mà khách tham quan cảm thấy không hài lòng khi đến đây là tình trạng thiếu nhà vệ sinh và nhà vệ sinh bẩn. Để thu hút du khách đến với công viên này, 2 năm trước, ban quản lý công viên đã chi hàng trăm ngàn đô la Mỹ để cải tạo và xây mới các nhà vệ sinh. Hiện tại, việc làm sạch nhà vệ sinh là ưu tiên hàng đầu của công ty quản lý này. Cứ 10 đến 20 phút, các công nhân vệ sinh lại lau dọn nhà vệ sinh một lần. Mọi người đến đây để vui chơi, nhưng nếu nhà vệ sinh không sạch, họ thấy không hài lòng. Đây là những điều tối thiểu chúng tôi có thể làm để tạo ra một môi trường sạch sẽ, gọn gàng, để họ thấy thoải mái khi đến thăm công viên. Theo phản ánh của du khách, đi vệ sinh tại các nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc thường rất khủng khiếp. Nhiều nhà vệ sinh như những chiếc hố chật hẹp, cách nhau bởi những bức tường thấp, các nhà vệ sinh luôn ướt và không có giấy vệ sinh. Nhưng tình trạng này đang dần được cải thiện. Từ đầu năm 2015, Trung Quốc đã cho triển khai cuộc cách mạng các nhà vệ sinh công cộng với cam kết xây mới 33.500 nhà vệ sinh mới trên khắp cả nước, chủ yếu tập trung vào các địa điểm du lịch. Bên cạnh đó, 25.000 nhà vệ sinh cũ sẽ được nâng cấp trong kế hoạch 3 năm. Chính quyền Bắc Kinh dự định dành 3,7 tỷ đô la Mỹ cho dự án này. Một số nhà vệ sinh công cộng còn được lắp đặt máy nhỏ giấy vệ sinh có khả năng nhận diện khuôn mặt nhằm ngăn khách du lịch sử dụng giấy vệ sinh một cách lãng phí. Các máy này sẽ quét khuôn mặt của các du khách trước khi nhả một đoạn giấy vệ sinh dài khoảng 60 đến 70cm cho mỗi người. Sau 9 phút, máy mới tiếp tục nhả giấy cho cùng một người. Giấy này khá an toàn và tiện lợi. Một số người dùng giấy vệ sinh quá nhiều, hành vi này không văn minh chút nào. Ngoài ra, công ty Xiaomi của Trung Quốc cũng đã cho ra mắt mẫu toilet thông minh đầu tiên với khả năng chống khuẩn tốt gấp 4 lần toilet thông thường. Toilet thông minh Xiaomi Youth Edition có hệ thống sưởi tĩnh nhiệt tức thời, đảm bảo nhiệt độ nước có thể ngay lập tức đạt 35 độ C, mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, nó còn có khả năng khử trùng và tẩy rửa ở nhiệt độ cao với tỷ lệ vi trùng vi khuẩn bị tiêu diệt lên đến 99,9%. Mặc dù đã có những nỗ lực, nhưng không dễ dàng gì để cung cấp nhà vệ sinh sạch sẽ cho tất cả 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Public place to go to the